Không gian sinh thái hiếm có trong lòng Hà Nội, năm 2018, Vinhomes Riverside là dự án đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là bất động sản tốt nhất thế giới do hội đồng giám khảo quốc tế của giải thưởng uy tín International Property Awards a bình chọn. Cuối năm 2019, Vinhomes tiếp tục cho ra đời Vinhomes Symphony, liền kề khuôn viên dự án Vinhomes Riverside, một công trình kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống xanh, hiện đại mới cho khách hàng tại thủ đô. Vinhomes Symphony tọa lạc tại đường Chu Huy Mân tuyến đường rộng và đẹp nhất tại quận Long Biên với 8 làn xe chạy. Đây cũng là vị trí đắc địa, có một mặt đối diện trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, một mặt nhìn sang công viên khủng long và một mặt tiếp giáp kênh đào xanh mát. Dự án nối với cầu Vĩnh Tuy vào trung tâm thành phố, dễ dàng di chuyển tới các cụm công trình trọng điểm của Hà Nội. Không những thế, Vinhomes Symphony tọa lạc tại nơi giao thoa của nhiều tỉnh thành lân cận như Hương Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, thuận tiện đi lại, đặc biệt, sự kết nối nhờ đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tuyến đường 5B, đường sắt Hà Nội Hải Phòng, các cư dân di chuyển sẽ rút ngắn thời gian và công sức. Trong bối cảnh nhu cầu được sống xanh sống sạch càng trở nên cấp thiết, dự án gồm 5 tòa tháp căn hộ chỉ với 1.500 căn hộ đẳng cấp và một tòa văn phòng hiện đại được quy hoạch và thiết kế mô phỏng dàn nhạc giao hưởng khổng lồ. Vinhomes Symphony đảm bảo hai yếu tố: cuộc sống tiện nghi, hiện đại bên cạnh những trung tâm thương mại lớn nhưng vẫn giữ được nét bình yên, thư thái, giảm tiếng ồn và bụi bẩn. Toàn cảnh Vinhomes Symphony là một miền xanh khoáng đãng và dễ chịu tránh xa khói bụi thành phố. Với thiết kế xanh ấn tượng, Vinhomes Symphony không chỉ đơn thuần mang đến một nơi an cư đẳng cấp, mà còn nâng tầm chuẩn mực sống của cư dân bằng không gian xanh hiếm có trong lòng Hà Nội. Nơi đây, cuộc sống của con người được giao hòa cùng thiên nhiên, tận hưởng trọn bầu không khí trong lành. Vinhomes Symphony là bản giao hưởng hoàn hảo giữa sinh thái và tiện nghi. Thiên đường sống nơi đây được quy tụ loạt tiện ích chuẩn năm sao xung quanh. Sống tại đây, cư dân được thỏa mãn mọi giác quan và cảm xúc.